Trong tuần làm việc tới, từ ngày 6 đến 10 tháng 11 tới, của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra nhiều nội dung liên quan đến công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điểm nhấn nổi bật, thu hút trong tuần làm việc là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 11 tới với nội dung chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Các phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết gồm nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2024, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Theo chương trình, trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết như luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật tổ chức tòa án nhân dân, sửa đổi, luật đường bộ, luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nhiều vấn đề khác. Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53. Ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.